Khu trưng bày mẫu thực hiện một tiểu chủ đề của chủ đề thiên nhiên trong nội dung trưng bày tổng thể Bảo tàng Hà Nội. Khu trưng bày sử dụng và đồng bộ toàn bộ vật tư thiết bị theo thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm không lãng phí ngân sách nhà nước, được Hội đồng Khoa học thành phố, các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao. Trong số các cái nhà khoa học mà tham gia với Bảo tàng Hà Nội thì đều làm việc theo cái tinh thần tự nguyện là chính, với ý trách nhiệm là công dân thủ đô, cho nên đóng góp hết sức mình cho cái công trình văn hóa này. Đây là công trường thi công không gian trưng bày ngoài nhà với các hạng mục chỉnh trang sân vườn, mở cửa hướng đường Đỗ Đức Dục. Đến nay, việc thi công xây dựng điều chỉnh không gian trưng bày ngoài nhà, xây dựng lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm, thiết bị kho bảo quản hiện vật đã hoàn thành 30% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý tư năm 2025. Phần thi công nội dung trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội được chia thành hai giai đoạn. Tại nhiều buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để giúp lưu trữ tốt tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và quảng bá di sản. Chủ trương này đang được bảo tàng chú trọng với nhiều nội dung thiết thực. Đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đấy là cái thị hiếu của cộng đồng này, rồi chúng ta sẽ xây dựng các nội dung tương ứng này, sau đó thì chúng ta sẽ số hóa các tư liệu cần thiết để kể cái câu chuyện đó, và sau đó chúng ta sẽ tìm cách trình bày và trưng bày nó trên những cái công nghệ sao cho phù hợp. Hiện nay thì những cái giải pháp được thể hiện ở tại Bảo tàng Hà Nội theo một cái quy chuẩn này chúng tôi được nghiên cứu về mặt thẩm mỹ, về mặt mỹ thuật với các cái bảo tàng trên thế giới cũng như là ở Hà Nội, cũng như là ở Việt Nam nói chung. Các cái công nghệ của Bảo tàng Hà Nội đã từng thực hiện đó là công nghệ chiếu 3D mapping, chiếu khổ lớn rất là rộng để phục vụ công chúng, rồi sử dụng các cái công nghệ hologram, rồi là các cái màn hình tra cứu. Từ năm 2017 đến năm 2023, Bảo tàng Hà Nội đã sưu tầm được hơn 9.000 hiện vật và tài liệu đáp ứng theo yêu cầu của đề cương, kịch bản, thuyết minh nội dung, giải pháp trưng bày thường xuyên đã được phê duyệt điều chỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn để thu hút được du khách trong nước, quốc tế khi tới thủ đô, Bảo tàng Hà Nội nghiên cứu hình thành không gian mở, sáng tạo và tích cực quảng bá thương hiệu cho điểm đến văn hóa.